Theo báo The Times of London, những đợt không kích của Nga ở tiền tuyến miền Bắc Ukraine đang gây tổn thất rất lớn cho lực lượng Kiev. Một bài báo dẫn lời một binh sĩ Ukraine nói, các cuộc ném bom của Nga khiến họ mất rất nhiều người, có quá nhiều thi thể đến mức họ không thể mang về được. Người lính này mô tả cuộc chiến là rất khủng khiếp khi lực lượng Ukraine trong khu vực không thể tiến lên mà thậm chí giữ vững chiến tuyến cũng khó khăn. Theo báo The Times, tình hình như vậy đang diễn ra tại Kupiansk thuộc tỉnh Kharkiv của Ukraine, nơi mà Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW cho hay Nga đã đạt được những bước tiến nhỏ trong những ngày gần đây. Một yếu tố chính góp phần tạo lợi thế cho Nga là bơm lượng, loại bom mà Nga đã tăng cường sử dụng trong 3 tháng qua. Đây là những quả bom kiểu cũ nhưng được gắn thêm hệ thống dẫn đường và cánh nên có thể tấn công đường dài. Tờ Kiev Post cho biết, tính đến gần đây, Nga đã sử dụng nhiều bom lượng tại 3 điểm nóng của cuộc chiến, gồm Kupiansk, thành phố Bakhmut ở phía đông và Robotyne, ngôi làng chiến lược ở phía đông nam. Bom này được máy bay thả từ xa và sau đó được dẫn đường đến mục tiêu. Nhờ phản xạ radar nhỏ và thời gian bay ngắn, bom lượng khiến các hệ thống phòng không của Ukraine khó phát hiện và bắn hạ. Nga được cho là đang tăng cường sản xuất loại bom này. Bom lượng là một yếu tố giúp Nga kiểm soát được Andivka vào giữa tháng 2, thành công lớn duy nhất của nước này trong những tháng gần đây. Báo Washington Post dẫn lời Maxim Zorin, một người lính thuộc lữ đoàn xung kích độc lập số 3 của Ukraine cho biết, trong trận chiến Andivka, bom lượng phá hủy hoàn toàn mọi vị trí. Ông Zorin nói, tất cả các tòa nhà và công trình chỉ còn là những hố sâu sau khi bom lượng xuất hiện. Trong nỗ lực đẩy lùi lực lượng Nga, Ukraine đã củng cố các tuyến phòng thủ của riêng mình. The Times đưa tin, ở Kupiansk, Kiev đã xây dựng 3 km công sự gồm chiến hào, răng rồng và bãi mìn. Tuy nhiên, những thứ trên không phải là rào cản đối với bom lượng. Mối đe dọa từ trên không đã đặt ra yêu cầu cấp bách mới về việc đưa F-16 tới Ukraine. Ông Mykola Bieliskov, nhà phân tích quân sự tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc gia Kiev, nói với tờ Washington Post rằng tên lửa không đối không cải tiến của F-16 có thể giúp Ukraine chống lại mối đe dọa. Tuy nhiên, ước tính sớm nhất thì phải đến mùa hè, máy bay F-16 mới đến Ukraine. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.